Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai cho toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt tại cái vườn cây VIP của chú Triều tại Kinh Môn, Hải Dương. Một vườn cây cực kỳ đẹp quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy những tác phẩm cây cảnh rồi sân vườn của chú, cái không gian cực kỳ lý tưởng. Sự là cái không gian đáng mơ ước quý vị ạ. Đây chú ơi, cháu chào chú. Chào Đức Huy. Vâng, cháu chào chú nhá. Hôm nay rất cảm ơn Đức Huy có qua ghé vào thăm nhà chú. Đấy. Vâng. Sau này mời cháu cắm qua một tí sau vào nhà ông nước. Vâng ạ, cái không gian của chú đẹp quá. Không, nó cũng bình bình thôi chú. Vâng. Thực ra mà nói là cái không gian này nó hơi bé. Đấy. Vâng. Hơi nhỏ một tí. Phù hợp với những cái tác phẩm tầm trung chú nhỉ? Vâng. Và bonsai nhỏ. Vâng, đúng rồi. Có một số những cây lớn quý vị này. Thưa quý vị, là chú Triều vừa rồi cũng cái tác phẩm quý của chú này cũng tham dự triển lãm Từ Sơn. Thưa quý vị, đây hôm nọ thì Nam Bê là cũng tư vấn là viết cái tay này xuống. Đấy, vâng ạ. Hôm nay thực ra nó cũng chưa làm, cũng mua vam rồi. Vâng. Đấy, để 1-2 nữa bắt đầu thì khi cái thời tiết mà nó mưa nó dịu đấy. Vâng. Thì mình vam và cho nó yên tâm hơn. Đấy, bây giờ dạ, sợ vâng. Nó đang giòn cây. Vâng ạ. Đấy, về là hôm triển lãm mà Từ Sơn về là bây giờ đây chú hơi kéo. À cũng hơi kéo à. Kéo, đấy kéo. Chú kéo những cái bông bên này là cháu thấy là đẹp rồi này. Kéo. Thế còn mỗi cái tay này. Vâng. Đấy, cái tay này thì bắt buộc mình phải dùng vam. Cái đấy phải vam. Phải vam. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì vam có, bây giờ là có rồi nhưng mà để lúc nào mà thời tiết. Quý vị chiêm ngưỡng một cây quý của chú, một tác phẩm xanh cổ rất ấn tượng của chú. À, bóng dáng và cái vẻ đẹp ở ngay tại tư gia nhà chú nhé quý vị nhé. Và bên cạnh chú còn rất nhiều tác phẩm nữa. Nhiều lắm quý vị. Cái tác phẩm này quý vị ạ, chị, đó là cái điểm mơ ước của rất nhiều người quý vị ạ. Một cái bóng dáng, một cây cổ, như cây cổ này có những cái đường nét tượng hình trong đó. Thôi bây giờ thì thôi để lát nữa thì đợi Đức Huy quay sau. Bây giờ hôm nay tiệm nhà chú có mấy anh em cũng là chơi cây. Đấy, hôm nay thì rất vui là anh em tụ tập ở đây. Đấy, thì mời Đức Huy vào nhà uống nước. Đấy, xong anh em uống nước xong rồi ra. Đấy, có cây nào thì chú lại thấy là đấy. Cứ lên sóng để cho anh em. Vâng, vâng. Có cái gì góp ý thêm để chỉnh sửa. Vâng ạ. Thế là trong nhà chú này có khách hả? Có khách, nhà có khách. À thế à. Vâng, thế chú vào đi, chú vào đây. Mời Đức Huy vào. Vào cháu nước cháu vào nước và vừa là chào mọi người luôn. Và quý vị này, nhân tiện thì quý vị ngắm luôn cái không gian phòng khách của chú Triều nhé quý vị nhé. Em chào các anh nhá. Chào các anh các bạn. Anh ơi chào các anh. Đây, nghệ nhân ba, chào nghệ nhân ba nhá. Chào em Ngọc. Mọi người đang đây quý vị chiêm ngưỡng cái không gian của vườn phòng khách của chú Triều này. Mọi người đang xem cái chương trình gì kìa? Ngồi ngắm được cây là anh Huy đây. À. Ngồi uống nước chè xem bonsai Đức Huy à. Rồi xin cảm ơn mọi người nhá. Vâng. Đấy, đích thực chứ không như các cây khác là hay thổi, nói chung là nó sai sự thật. Anh Lương, chào anh Lương. Vâng. Thì chúng em thì cứ nghĩ gì nói đấy và cảm nhận thế nào thì chia sẻ như vậy trong cái khả năng của mình. Nếu thì có, nếu mà có đúng thì mọi người cho ý kiến. Nếu mà có sai một chút thì mọi người cũng cho ý kiến nhá. Để tiến bộ lên. Rồi, như cái kênh của chú là được rất nhiều anh em, tức là đánh giá được cao. Dạ vâng. Đánh giá cao về thứ nhất là về chất lượng hình ảnh. Thứ hai là cái chất lượng và bình luận về mỹ thuật của cây. Vâng. Đấy, thế là cái thứ ba là chú hoạt động được với anh em trên mạng. Vâng. Cho nên là trong giới thiệu cái kênh của chú là của theo bình luận của anh ấy là ngồi cũng rất là nhiều lắm, thì như vậy là các anh em đánh giá rất là cao về kênh của chú. Dạ vâng. Trong bản thân anh cũng rất là ngưỡng mộ. Cảm ơn anh. Rất là cũng
theo dõi anh cũng từng ngày từng giờ đấy. Dạ. Đó, anh giới thiệu quý danh của mình một chút. Anh là Trần Độ. Anh Độ à? Hôm nay là nghệ nhân làm cây. Vâng. Thế còn còn anh ạ? Anh là Khôi. Anh Khôi à? Vâng. Hôm nay là các anh đến thăm vườn chú Triều hả? Vâng. Hôm nay là ghé vào thăm vườn Bắc Triều. Nhưng mà vườn Bắc Triều thì rất là xinh xắn. Nói chung là cũng rất là bắt mắt. Vậy là cái tác phẩm này đạt mấy cái đỉnh cao của nghệ thuật cũng là tương đối. Nói chung là Bắc Triều thì nhà đẹp, vợ đẹp, cây đẹp. Em mời các anh nhá, các bạn, các em uống nước nhá, để mà Sada Huy quay một cái tủ rượu quý của chú Triều này. Đây là bộ sưu tập những toàn những cái chai rượu quý thôi. Ăn rượu quý được quý vị. Xin giới thiệu với quý là nếu mà đúng ra mà nói thì cái sở thích của chú đầu tiên là chú thích là chơi rượu. À, thế à? Tất cả các bộ rượu ở đây là chú sưu tầm từ năm 1999. Đấy, vâng. Năm nay khoảng 25 năm rồi. Đấy, được tất cả cái dàn rượu bây giờ là khoảng 25 năm. Đấy, vâng, sưu tầm. Tức là nó qua thời gian dài, tức là về cái giá trị kinh tế cũng có, những giá trị thời gian là mình phải có thời gian để mình sưu tầm. Đấy, từ dài để tôi nó cũng mẫu mã theo cái tài chính của mình. Đấy. 25 năm rồi. 25 năm rồi. Đấy. Thế à? Tất cả cái dàn ngoài kia cái dàn này. Vâng. Là 25 năm. Đấy quý vị nhá, 25 năm chú sưu tầm rượu. Cái rượu thì chơi cây cũng là một cái thú chơi và rượu cũng là một cái thú chơi nhỉ? Đúng rồi. Bạn này chơi rượu, chơi, thưởng thức rượu, chơi, chơi, vừa thưởng thức vừa chơi. Vừa thưởng thức vừa chơi. Cây thì chú chơi thôi. Đấy, cái đam mê của chú là trước chú thích rượu hơn là cây. Nhà thế sau này thì đến anh em thì về đây thì bố nhập chơi cây thì mình không chơi, không cái sở trường là thích chơi hơn. Đấy, thì sau này thì khi chơi với anh em là chú anh em chơi ngon ra cây thì mình cũng đi theo. Đấy rồi thì cũng là sẽ có một số sau này cũng mua một số tác phẩm về để mình chơi. Đấy, kết hợp cả ở trong không gian của gia đình, trong nhà thì mình chơi rượu. Ngoài vườn thì nó bé bé thôi, thế mình chơi ít cây bonsai. Thứ nhất là cho cái tuổi như bọn chú là chơi 60 rồi. Đấy, nó có cái thời gian mình thay cái thể dục và mình chăm sóc. Thứ tám đấy là cái niềm vui của những người đã cái tuổi nó về hưu. Tuổi của chú là về hưu rồi đúng không? Đấy, vâng ạ. Đấy là về cái tuổi là mình đỡ phải đi thể dục thể thao, rồi mình ra mình đấy, tưới tắm thay như thế thể dục đấy. Vâng. Còn dàn bộ này ra đây có du nguyệt đấy, rất mất nhiều thời gian để sưu tầm cái bộ này. Đấy. Thế à? Tất cả những cây to này, toàn hàng tay của nước ngoài là chú về chú mang về. Thế à? Toàn đấy, toàn sách tay đâu? Chứ không có một chai nào là ở đây cả. Tất cả hầu sách tay hết. Thế à? Đây là toàn những cái chai rượu của nước ngoài sách tay về đấy quý vị nhé. Đây chai đầu tay của chú về năm nay, chú về hôm nay là gần 20 năm rồi. Đây chai này chai đầu tiên sách về đấy. Đấy, chai này thế à? gần 25 năm. 25 rồi. Đấy, bọn em Martin đấy. Martin. Sao đó Huy thì cũng không hiểu về rượu lắm, nhưng mà chỉ biết là những cái chai rượu rất là quý thôi. Thì nhờ chú Triều chia sẻ cho quý vị. Thế bây giờ thì cháu mời mọi người đi, mời chú mọi người ra ngắm những tác phẩm cây cảnh. Chắc nào quý vị vừa lướt qua vườn cây thì quý vị chắc là quý vị cũng nóng lòng được ngắm vườn cây lắm rồi. Mời quý vị ra ngắm dàn bonsai quý của chú Triều. Quý vị nhìn cái không gian vườn chú, nhìn từ trong nhà ra. Một không gian không nhiều tác phẩm, nhưng những tác phẩm chú kê đặt ở đây đều sạch sẽ, mịn màng và rất nghệ thuật. Và trong nhà nhìn ra thì quý vị nhìn thấy một cái tác phẩm, một cây xanh quê. Cây xanh quê có thể được coi là cái cây to nhất ở trong vườn. Cái đường nét của cái tác phẩm xanh quê này thì vô cùng ấn tượng. Chú Triều ơi, chú Triều chia sẻ cái tác phẩm xanh quê này một chút. Tác phẩm này cháu thấy là rất là già. Thì chú chia sẻ lịch sử tác phẩm một chút. Tác phẩm này là
Thực ra đây là của anh Trường Giấy, là ông anh của nhà này. Đấy, dạ thế ạ. Khi chú đam mê cây, thế thì anh Trường có một thôi bây giờ thì nếu mà để tiền mua ngoài thì hình như chú là không khả năng chú mua được. Thế anh Trường là có nhượng lại một cây này để cho chơi. Đấy, dạ vâng. Thành của trong anh em. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu mà đây là một tác phẩm quý của anh Trường ngày xưa anh rất thích. Dạ. Cây này nguồn gốc đầu tiên của anh Bình Bình Bò là người Hưng Yên, một cái vườn lớn. Vâng. Sau đó là đến đời thứ hai là anh Điệp Hồng Kông. Đấy, Hoàng Vũ Vũ Điệp đấy, Vũ Điệp Hồng Kông. Đấy. Toàn đời những đời thứ hai, đời thứ ba không đến anh Trường. Đời chú là đời thứ tư. Thế còn trước đời của anh Bình Bò thì chú Bình Bò là chú không nắm được. Vâng. Đến chú là hiện nay chú biết đời chú đời thứ tư từ chiếu cây này, tác phẩm này. Thế ạ. À. Thưa quý vị, những tác phẩm đã gắn bó ở những nhà vườn rất nổi tiếng rồi. Và cái giá trị tác phẩm thì quý vị cùng chiêm ngưỡng những cái đường nét cực kỳ đặc biệt của một cái thân long. Thân long có hóa. Hóa. Nhưng mà nhìn đứng ở cái góc này, cháu cảm thấy một cái gì đó, một cái vẻ, một cái sức hút trong cây chiều sâu, đúng không ạ? Rất chiều sâu. Cái này nó có chiều sâu của nó hút cây mà nó độ nhìn những siêu. Cái bông làm bông rơi này nhìn rất là tự nhiên và đẹp nhá. Đây về thì đây nói là thêm với quy đây là về thầy cháu đây Ngọc đây bây giờ cháu ba là hai bàn tay vàng mà cũng là một nghệ nhân là cái chỉnh sửa trước kia là bóng nó theo cổ ngày xưa đấy. Vâng. Cũng phải chỉnh lại theo cái lớp mới một tí để cho nó đẹp, nó bị bóng hơn. Vâng. Trước kia nó rất rộng hai là các cái đâm chi nó dài. Yeah. Vừa rồi là bây giờ hiện nay là chưa xong. Yeah. Tác phẩm này chắc khoảng độ 1-2 năm nữa. Vâng. Mới hoàn thiện được. À thế là trước là nghệ nhân Ba và nghệ nhân Ngọc cũng chỉnh sửa hả? Em này cũng chỉnh sửa tân trang lại cho nó hợp với gu thời đại bây giờ. Đúng rồi. Không để cây bóng nó hợp với tác phẩm. Nó cân đối với tỷ lệ cây đúng không? Không bị bóng rộng quá đúng không? Kính thưa quý vị, một cái tác phẩm cao từ mặt chậu lên đâu đó khoảng 1m4 đến 1m5. Bóng tàn tự nhiên. Đạt cái yếu tố tự nhiên khá là cao rồi. Và cây thì ngồi đá rất lâu rồi quý vị nhé. Quê nhưng mà nó đẹp. Quê nó đẹp. Đấy, trước cả là cốt cũ. Bàn tay vàng với lại nhân ấy đây. Đây là bàn tay vàng và bàn tay bạc nhỉ. Đây là bàn tay vàng này, bàn tay vàng vào đây chia sẻ tí nào. Thế cũng bàn tay vàng và bàn tay bạc chỉnh sửa giúp chú Chiều tác phẩm này hả? Đấy thế thì được thế thì còn gì bằng nữa. Nói chung là từ cái lúc chú lấy về đến giờ của ông Trường thì cũng được 3 năm rồi. Rồi. Thì là mình ở quanh đây thì cũng thỉnh thoảng sang giúp chú tí. Rất là tuyệt vời quý vị ạ. Để giữ là cái form thôi chứ còn cây thì giờ có thể làm gì đâu. Đúng rồi. Khi mà chỉ bóng mái thôi. Khi mà chung quanh chú Triều có những người trẻ tài ba như này. Đấy, ông Sướng ấy, ông Hóa Đình Sướng ấy. Bên trong, bên cạnh toàn con cháu chơi cây thôi. Yeah. Thưa quý vị sẽ đi ngắm những tác phẩm tiếp theo quý vị nhé. Đây cái tác phẩm này thì vừa rồi thì triển lãm Từ Sơn thì Bonsai Đá Huy cũng vừa giới thiệu cho quý vị yêu cây rồi. Và quý vị nhìn lại một lần nữa. Đây cái thước phim tổng thể vườn để quý vị chiêm ngưỡng. Đây giới thiệu với anh Đức Huy đây là tác phẩm này là có tên là Kỳ Lân Hóa Rồng. Kỳ Lân Hóa Rồng. Rồi. Tác phẩm cũng rất là tâm huyết của ông Triều. Rất là tâm huyết và tâm đắc của. Đúng rồi. Đây là một cái cây cổ rất là quý. Cái đường nét một cây cổ nhưng mà có những cái nét kỳ ở trong đó, kỳ thú. Và form bóng dáng thì cực kỳ đẹp, gọn gàng, không cây cổ nhưng mà không bị bóng, nó không bị ngoành ngoàng quá. Và cây đã nhiều rất nhiều cái lu rồi, u sụn, thể hiện thời gian năm tháng rất là cao. Thế và vừa rồi anh Nam Lê thì cũng có tư vấn là gài hòn đá vào đây thì chú và các anh em ở đây thì sẽ tư vấn thêm cho chú Chiều để đưa ra một cái giải pháp tốt nhất. Trong anh Năm Lê tham gia cũng rất là đúng. Anh em là muốn là khi, cho nó hoàn thiện hơn.
Đây, khi triển lãm về là chú đã ra kia là cũng đã ôi giời. Vâng vâng, đã chuẩn bị vam này à? Thế vam to này chú vừa định vam cái gì đây mà to này? Mình phải hai cái, nếu cái nào vừa thì mình dùng cái đấy. À, chứ không phải đấy. Vâng. Mình chưa biết, chưa khi chỉ cần cái nhỏ này thôi. Bây giờ cái nhỏ thì vừa. À. Thế nhưng bây giờ thời tiết nó đang mưa, khả năng là cây nó đang bị giòn sợ. Vâng. Để cho nó hết cái thời tiết mưa. Vâng. Thế mình cứ bình tĩnh, mình cứ bình tĩnh mà. Cái này thì cái thế hệ trước các chú là chủ cũ đã làm nó cũng rất là hoàn mỹ rồi. Nhỏ. Có là cho theo cái thời gian 5 tháng anh ạ. Cái cây là nó có cái chiều hướng là nó hơi hướng cây, xu thế nó hướng nó võng lên. Đúng rồi. Thì là bây giờ là về là nói chung là mấy thầy trò sẽ có cái tác động gọi là nhỏ hơn là sẽ vam hít xuống một chút. Xuống một chút. Cây nó về cái vị trí bắt đầu của nó. Đấy. Thì mình vam cái đấy thì mình lại phải vam cả cái bông trên. Đấy, đồng bộ. Đấy. Theo viêm vam xong cái này thì trên nào cái này thì vâng vâng. Vâng. Và đặc biệt cái này nếu mà anh em mà ngắm được thực tế thì những cái độ nét u sụn nó Huy có thể ngắm kỹ gần hơn chút này, độ u sụn luôn. Cái này thì quý vị yêu cây thì quý vị đã nhìn cái này quý vị đã quá hiểu rồi. Bởi cái độ chất, độ xịn. Cây sạch sẽ mịn màng và thân thì màu đồng hết. Toàn thân thì những cái điểm chùn da voi lên rất nhiều. Thì tác phẩm này thì vừa rồi từ Sơn thì bonsai Huy cũng đã cùng mọi người cũng đã chia sẻ bộ mặt sau này. Đây, đẹp hai mặt luôn anh ạ. Hai mặt đẹp luôn. Chân móng thì móng rồng hết rồi. Và nhìn thấy chỗ này mê nhỉ. Mê luôn. Nhưng mà cây này đặc biệt là nếu mà lần đầu tiên là em nhìn thấy là liên tưởng đến một cái linh vật gì đó. Ừ, đúng cái này chính xác là em là cái duyên là em đặt tên cho cái tác phẩm này. À đấy, thế à. Cái cây này là về đấy thì là em là em nhìn thấy liên tưởng nó có một cái giống một cái kỳ thú gì đó, vật linh vật gì đó. Thì em nghĩ ra là đến con linh vật là kỳ lân. Kỳ lân thì là em liên tưởng là kỳ lân nó hóa một con gì thì em nghĩ là thôi. Kỳ lân hóa rồng. À, đấy à. Thì là em thế cái tên đó là chính là em đưa ra cái ý tưởng đấy hả? Vâng. Tên đó hả? Đấy. Cái tên này đầu tiên mình cảm nhận được cái điều này. Em có khi là khán giả em nghĩ là anh em cũng có thể cảm nhận được cái tác phẩm này. Ok em. Thế đây là đây, cái nét u sụn từ cây này. Cái này thì không phải nói rồi, quý vị cũng đã hiểu là đồ chất đồ quý rồi. Đây này, như một cái chân đang bước lên. Chân nhìn móng này. Này. Rất đẹp luôn. Đúng rồi, như cái móng đang quắp vào đá này. À. Rất đặc biệt. Và kính thưa quý vị còn rất nhiều tác phẩm nữa quý vị nhé. Và Sada Huy sẽ chia sẻ cho quý vị. Để quý vị ngắm thêm. Bây giờ là mình đang nuôi. Đang nuôi ở. Thì rất là khỏe. Thì đấy có chuyện gì đấy các nghệ nhân. Đến cái lúc hoàn thiện thì trên này cái bóng nó rất lớn. Cái lúc hoàn thiện. Đây đây. Giữ cái bông này mà cái răm sau này rất khó. Vì trên lúc nào nó che nó sẽ thế. Thế mình phải diễn nó lên. Không, nếu mà càng lên thì càng chết. Bóng này càng lên thì càng đi càng vứt đi. Đấy. Nếu mà vào em làm lên cao lên nữa, đưa lên tay nó phải dài ra thì nó bông tầm tay, bông tầm cả tầm cái này dài đây thì đúng rồi, thế nhưng mà để nó đưa lên đây thì không lên nữa. Nó đưa lên một tí nó thì là nó đưa lên là cả một cái khối này của nó. À đâu 10 triệu rồi, 10 triệu nó lại ra 33 này. 500 triệu. Cái cây này thì em chỉ mỗi băn khoăn chỗ này mà báo em ấy. Thì anh nói đưa quy như này là thì là cái này là em cũng không cần thiết này. Rõ này. Cái rễ này là chính cái rễ này nó bị làm tức là nó bị làm rối cái mảng của cái trụ ạ. Rồi. Ý anh là muốn bỏ cái rễ đấy ạ? Tư vấn bỏ đi. Tư vấn bỏ thì cả một cái cổng cuối này nó gọn hơn mà nó hài hòa hơn. Đấy. Đây này. Cái rễ này trước mắt là để nuôi cái tay này thôi, chứ sau này sẽ cắt để nuôi cái tay nó to thở đó, thôi. Cái này đủ rồi, không cần đủ phải nuôi cái đấy. Cái này bỏ đi thì là đây Huy à, nó sẽ bóng nó sẽ tiếp tục chia sẻ với Huy. Đây là một tác phẩm si rất là quý của đúng rồi. Đây là cái si quý rồi. Anh cũng gặp tác phẩm này rất nhiều lần ở triển lãm rồi. Thì đúng quý rồi. Đấy. Vừa rồi tiếc cái là đi triển lãm Bắc Linh là không được tham dự này. Bị trục trặc là cái chồng. Đấy, chú nọ là đi cho hai tác phẩm đi dự thi ở Từ Sơn Bắc Linh thì trong đó có một tác phẩm si này. Đấy, đến nơi thì mình cũng hơi một cái là cũng thôi được, cái em nó không được dự với lại triển lãm. Thế phải mang về vì đến nơi là cái chậu bị vỡ. Đấy, vỡ. Để về nhà lại phải thay vào, lại thay lại cái chậu này mới thay xong. Thưa quý vị là rất tiếc nhá. Rất tiếc. Những người yêu cây đến tham quan Từ Sơn rất tiếc không được chiêm ngưỡng một cái tác phẩm si quý của chú Triều này. Bởi vì là lý do là mang đến triển lãm là cái chậu sứ là bị vỡ. Nên là chú không yên tâm.
khi mà thay chậu để ở đấy mà để triển lãm thì chú không yên tâm, nên là chú mang tác phẩm về để thay chậu. Quy nó tay chuột nhưng mà hơn hẳn, quy hoa bồ điên nón ra là toàn màu hồng thôi. Đây riêng dòng tay chuột nói chung là chất lá rồi, cái cốt nó quá đẹp rồi. Quý vị ơi, lá khi mà cô cái dòng lá này bé xíu, bé xíu luôn. Và rễ thì đã ôm trọn những cái khối đá rồi. Nói chung là 14 cái này là nó thể hiện là những cái năm tháng nó nằm hết vào đây. Đúng rồi. Năm tháng là nó nằm hết vào cái gốc cho rễ của cái tác phẩm đây rồi. Nói chung là nó tỷ lệ nó là tương đối mỹ thuật. Hoàn mỹ rồi. Anh có thể đi ngắm xung quanh tác phẩm này đều rất kỹ, đẹp luôn. Không có cái nét nào để mình. Cái này thì là cái đạt cái yếu tố tự nhiên rất là cao rồi. Mò đá rất xịn. Đấy cái thời gian, khi một cái thời gian đã đạt cái độ chín rồi ấy, thì tất cả là đều đạt cái tự nhiên hết. Chân móng đẹp. Đây là vừa rồi chú mới vỡ chậu, chú thay chậu nhá quý vị nhá. Trước cái chậu trước cũng y chang này. Y chang. Về chú là phải tìm một cái chậu. Trước là chậu tàu nhưng mà nó vuông, không bắt góc. Vâng. Đấy cũng là vuông nhưng mà rộng hơn này khoảng một phân thì nó sẽ. Tại vì cái chậu này hơi nhỏ là vừa rồi chú thay ra. Vâng ạ. Mua cái chậu kia là nó rộng đẹp hơn nhưng mà vâng. Bây giờ nó vỡ thì chú lại phải thay vào cái chậu cũ của nó. Vâng. Nó thì hơi chiều ngang hơi chật một tí. Dạ vâng. Vừa chú ạ, vẫn vừa, vẫn khít khít chú ạ. Vẫn đẹp đấy chú ạ. Có tiếc bữa hôm nọ là không được đi dự thi. Vâng. Tôi hơi tiếc đấy thôi. Dạ. Thôi đi. Là bác cũng phải cố gắng lên cái điểm này này. Nếu mà để mà lâu dài đấy. Bác phải cố gắng đẩy cái thằng này lên. Thằng này ngọn đến đi và đẩy lên để cho nó tạo thêm một cái chống cái vít à, chống lên đi thôi, nó không bị tức là nó không bị rối rắm. Người đang bàn luận và bình phẩm tư vấn cho chú Triều. Mọi người sẽ có một cái tư vấn thêm. Nó tạo lên cái cổ nó chạy nó không bị rối rắm. Đấy là nó độ thoáng của cái cổ. Nghĩa là nhân cổ lên một tí hả? Đây này, tức là phải cái cổ này này. Đâu, đưa lên này, đưa lên ngã như cái này. Để xong, kéo đưa lên trong này vít xuống đúng không? Kéo bông xuống. Rồi, đấy, hiểu lên lên. Hiểu rồi. Chứ nó không. Rồi. Đấy. Đấy là như con tác phẩm này tí. Kính thưa quý vị, đặc biệt hả? Phúc Am phải không em? À, đây kính thưa quý vị, vườn Chú Triều có một cái tác phẩm cây xanh Phúc Am. Đấy, dòng xanh quý của Linh Bình đấy. Rồi, cây này cái đường nét cái tác phẩm này thì đẹp đấy. Là một cái dáng gì đây chú? Mà đây này thế này. Đây lại độc đáo nhỉ. Quy cái tác phẩm này. Vâng. Mà tên thật của nó hiện nay nó là Long Ẩn. Thế thì trước ở đây không có riêng với cái. Tức là tác phẩm này có tên là Long Ẩn của Bắc Trường. Nhà thế à? Đấy, Bắc Trường là cái tác phẩm này bác ấy quý nhất vì là đây có một cái biển hiệu tức là năm sinh của bác ấy. Thế à? Bác mua bằng được. Cây này cũng của anh Nhập Hồng Kông. Vâng. Đây là Bắc Trường khi thích cái tác phẩm ngày xưa nó rất nghệ thuật. Đây là một tác phẩm đặc biệt nghệ thuật. Đấy mà ngày xưa tức là khi xanh quê nó còn đang đỉnh rồi. Đây là một cái tác phẩm là đi chơi rất đẹp. Đấy nó vừa tầm. Vâng. Thì Bắc Trường mê cây này, mê lắm. Đấy. Mê lắm đúng không? Thế sau đó là chinh phục bằng được tác phẩm này về. Vâng. Đấy, thì khi chú chơi cây thì xuống Bắc Trường thì bác bảo thôi giờ thì dương chú thích cây nào. Chú cứ bê về chơi. Đấy anh để cho chú chơi để tạo cái động lực vì cho chú chơi. Vâng. Thế thì chú để chú sờ ngay đúng cây này. À, vâng. Tác phẩm này khi chú phát là thích cây này. Vâng. Nã hai của đại công ty là Bắc Trường một buổi trưa mới là không ngủ ra ngồi cứ ngắm tác phẩm này. Cái tác phẩm quý của bác ấy. Rồi đúng rồi. Là vợ Bắc Trường là cũng nghĩ không bao giờ tác phẩm này là chú được sở hữu vì là một tác phẩm quý của Bắc Trường. Đúng rồi. Mà là cái tác phẩm mà Bắc Trường chinh phục mang dấu tích của Bắc Trường. Đấy, chưa nói về tài chính. Đấy, riêng mình. Đấy, thì riêng với chú thì Bắc Trường lại có cái lời hứa thích cái nào cứ bê. Đấy, thế cho nên chú mới sở hữu được tác phẩm này. Nhà thế. Mà tác phẩm này hiện nay là nó có biển hiệu là tác phẩm Long Ẩn. Long Ẩn. Con này là tác phẩm này chính là tác phẩm Long Ẩn. Đấy, cho nên hôm trước Huy mua cây của chú Hùng đấy. Thì một đặt tên là Long Ẩn một cây trùng với cây của chú đấy. Đấy đúng không? Đúng nhớ không đấy? Tại vì cái tác phẩm này tác phẩm Long Ẩn. Long Ẩn. Đây cho con rõ tất cả từ cái bản. Nhưng mà tác phẩm nó quá cũng, dài. Nó có duyên. Giống với tên. Duyên. Duyên lắm. Bởi vì khi mà cái tác phẩm Long Ẩn ở Kinh Môn này nhìn thấy là trong ở đây là đúng là cây Long Ẩn rồi. Thế là ở đấy đã đặt tên là Long Ẩn luôn rồi. Anh Đức Huy ngắm mặt sau cây này.
quý vị hãy sang mặt sau. Quý vị hãy trưng vững mặt sau. Để trên quê thì khi mà đạt độ tuổi cao thì da cóc quý vị nhá, và sân méo hết. Đây là cái dòng tranh quý, một dòng tranh quý. À đây là cái hòn đá khắc tên, khắc tên năm sinh đúng không? Lên lên đấy. Người ta làm là 1968, 1968. Đây là năm sinh của anh Trường. Kính thưa quý vị, còn rất nhiều tác phẩm quý nữa quý vị nhé. Và sẽ được chia sẻ tiếp tiếp cho quý vị. Đây còn giới thiệu, đây là một tác phẩm của bàn tay vàng. À, nghệ nhân ba. Nghệ nhân ba đâu rồi? Ra chia sẻ cái đứa con tinh thần của mình. Lách mãi là ba mới để cho chú được cây này. Thế à? Thế là của bạn cái tác phẩm ngày xưa hả? Thế là để cho chú đầu tay ấy, đầu tay à? Mình thì mình đặt tên là Tâm An, Tâm An. Thế à? Một cái xanh Nam Điền. Nam Điền. Bo đá. Một cây xanh Trực Huyền. Yeah. Trực Huyền đấy. Đấy, quý vị ơi, bây giờ những cái đồ sạch sẽ mịn màng này quý năm quý vị ạ. Thanh lý con này. Thanh lý cái bàn đếm đấy, chứ còn đếm mình biết. Thanh lý. Trong cũ lại chuyển về nhà cháu. Đúng rồi. Kính thưa quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cái mai châu thủy. Và đây, bây giờ là mùa mai châu thủy. Và mùa mai châu thủy thì ngắm mai châu thủy thì đẹp thế nào được quý vị đều biết. Và cái tầm này là cái tầm khẳng định cái giá trị của những cây mai châu thủy. Vừa đẹp mà lại thơm. Đây mời anh Đức Huy với lại tầm là thấy quý vị là ngắm nó gọi là xanh cây hoa một chút. Đúng rồi. Thay đổi món một tí hả? Đây là rất đây đây là chú tác phẩm này, đây nói Đức Huy đây là một tác phẩm của Tấu Ngọc. Đây Ngọc Hồ Cá Coi. À của Ngọc đây. Ô thế đã. Thế là còn ai điểm danh nào? Đây chú cho đi nhá. Đầu tiên về đó. Khi chú thích cây tác phẩm này. Đầu tiên về đây. À đây. Không, đây cái đời trước là chú chưa biết, thế nhưng mà sau đó chú chưa biết là lấy của Ngọc của các coi về. Đầu tiên là của ba. Của ba. Xong rồi về Ngọc. Xong còn được chú Huy. Cây này là lịch sử anh ạ, nó nếu mà làm ra thả thì nó nhiều rồi. Từ một cái cây cỏ của nhà anh Huy, thế xong là về nhà anh Ba thì làm về phôi em cắt cụt hết. Thế à? Về phôi cắt cụt hết 6 năm nay rồi, 7 năm nay rồi. À. Em mới nhận lại cho nhà ông Triều đây. À thế hả? Mai này. Đây là một cái cây mai nó liên chi cỏ lên đây à? Rồi, thế rồi. Anh em có thể không hình dung như là cái cốt cũ đó. Rồi. Bây giờ thành một cây này. Thế hả? Em đấy. Ý tưởng từ cây dấu ấn thời gian này. À. Đấy. Ngày xưa là mình rất hâm mộ cây dấu ấn thời gian. Thế là mình gặp cái cây đầy cốt này, thế là mình tận dụng các tay cành rồi cái cốt của nó. Rồi. Anh có thể nhìn tổng bóng anh em có thể. Rồi, đây rồi, nhìn thấy rồi. Đúng không? Rồi, bóng dáng rất đẹp. Từ một cái cốt vừa được dáng phong tranh đó. Mà cây thì giống con sai của xanh. Vâng. Cây dáng phụ tử. Còn rất nhiều quý vị nhá, vườn chú rất nhiều, để bà Sa Đức Huy sẽ quay tiếp cho quý vị. Thế còn anh Lương, những tác phẩm nào của anh ở đây điểm danh nào? Mình mọi người điểm danh nhỉ, mà anh thì này. Đây. Thế là ai ở đây cũng có nhé, thế còn hai anh có cái nào ở đây không anh? Hai anh thì mới. Con bản nó vướng qua sông. Nói chung ấy. Con này thì mình bán cái này để con quý bán là đại ca của tớ chơi ấy. Là không để thoát ra ngoài. À. Mua là phải mua của anh em. Nghĩa là ông biết rồi. Nghĩa là em rồi cháu mà có cái cây nào đẹp mà bán là ông biết là ông mua trước. À. Vâng. Đây là bao nhiêu cây đẹp là ông đến là cứ để. Không, cái đấy là cái đấy là cái tuyệt vời đấy. Vừa là giữ gìn được những cái cây quý của các anh em này, các cháu này. Rồi, rất tiếc là mình cũng chở cho đi từ Sơn Bắc Ninh nhưng mà nó cũng hơi chậu. Dạ vâng. Hơi buồn. Không vấn đề gì. Hai anh em tổ chức đi chơi nhưng mà cũng hơi chậu. Vâng. Là cây này thì chắc là cũng đến lúc cây muốn sang chậu khác rồi. Không,
là cây cây để đi chơi, nhưng mà rất tiếc là cái gì thưa quý vị, thưa quý vị là tác phẩm ở cái chậu cũ ấy là rêu xanh hết rồi quý vị nhá, rêu xanh đẹp lắm. Quý vị hãy ngắm những tác phẩm tiếp theo này. Đâu, cái xin này là cái xin của cháu Ngọc. À, cũng của Ngọc. Đấy, bảo đọc cây ở vườn này đọc mua của anh, các anh em con cháu ở nhà thôi. Yeah. Đây, đây, cây đẹp đây, đây cũng vườn. Là trong tác phẩm xin của em Ngọc đây. À. Đang, em bán cho ông từ lúc phôi. Thế đấy, nhưng mà về đây là cũng em cũng tay em làm cho ông ấy. À. Nhưng mà bán phôi nhưng mà về mình cứ gần đấy mà như em đây gần hôm nay thì sang cơm nước đây. Yeah. Hôm chiều ơi. Anh em đây cứ họ sang em sang họ. Hôm chiều. Hôm nay thì anh cũng được mấy cái lọc lớn của cháu Ngọc. Thứ nhất là những cây này thì lâu rồi nói, nhưng ba cây là anh mới mua của nó thì phải bắt tay, nó bảo hôm nay là không bắt bé quá, anh em tay vui bắt tay không, không bắt tay nó phải lớn không rồi đấy, cây này á em nói đây phía đây cây này mới qua đã được nhau đấy rồi 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 vâng được rồi được rồi. À, cứ được rồi tí ra thì cứ giới thiệu một chút cho mọi người biết là được. Ừ. Thưa quý vị này còn nhiều lắm quý vị nhá. Ui, cây lộc vừng này của chú đẹp thế nhỉ chú Triều ơi. Đây là một cây bonsai cao chỉ khoảng 60 phân thôi. Đây là giới thiệu với Đức Huy. Đây là một tác phẩm quý của bác Trường Giấy. À này của anh Trường Giấy. Của anh Trường Giấy. Không anh Trường Giấy là mua tặng vợ. Thế ạ. Tặng vợ thế nhưng mà vì vợ bác Trường với vợ nên là con cô cộng ruột. Vâng. Khi lên chơi thì bác Trường thấy tức là cô ở đây là rất yêu cây, rất quý cây. Bác Trường tặng riêng cho cô. Ở đây là tác phẩm này. Vâng. Đấy, đây là tác phẩm của bác Trường là bác tặng. Dạ vâng. Tặng để chơi. Đấy, rồi kính thưa quý vị. Đây, đây mua này. Đồ VIP nhá, đúng là cũng là đồ qua tay anh Trường nếu khác này. Ui nhìn bác Sao Đức Huy nhìn thấy một cây nhỏ nhá, lộc vừng nhỏ nhỏ nhưng mà già và nghệ thuật. Đây là đúng là cái đồ chơi mà phù hợp cho những cái khuôn viên phố. Vừa phải. 4 này. Còn nhiều lắm quý vị nhá, đây này. Cả cái máy lắm rồi. Không gian này. Đây là cây hoa tâm, cái hoa giấy này nó kích điểm nữa đây, nhưng mà đây. Hoa giấy Mỹ đúng không? Hết vừa rồi. Bỏ hẳn cái chậu này ra. Mới làm. Bỏ hẳn cái chậu ấy ra. Tác phẩm giấy này của chú được thiết kế những cái nét đá cực kỳ tự nhiên quý vị ạ. Nhìn vào trông như một cái hang động tự nhiên đấy. Là mấy lần mưa. Cái đá này đá gì chú? Đá này đẹp này. Đá này thực ra nói khi Nhật chú... Đá Nhật. Đá Nhật đấy. Thế ạ? À? Tức là cái tác phẩm này, đây là nói với Huy là khi triển lãm Festival Thanh Hóa. Vâng. Là mang triển lãm vào đấy. Đấy. Thế ạ? À? Đây có anh bạn ở Hải Dương, tức là cũng là em ruột Bắc Lộc, Vũ Tuân Lộc. Vâng. Khanh. Vâng. Đấy mang triển lãm, sau đó chú thích. Vâng. Đấy chú nhượng cho chú chơi từ năm triển lãm Thanh Hóa là trở từ Thanh Hóa về đây. Thế ạ? Thì chú nói tôi là riêng cái mẹ cái chậu này, cái đá này là thôi rồi cái đá này là riêng là theo cái chú đặt là chú nói là cái đá này đặt của Nhật rồi đấy, tất cả đá Nhật, nhưng mà được cái bể này là đặt từ trong Nam chuyển cho ngoài này chứ ngoài Bắc mình không làm. Vâng. Mà đặc biệt cái đá này ngoài Bắc mình không có đấy. Vâng. À, sau đó cái tác phẩm này mới đưa vào đây, còn trước đó là cái chậu. Tức là cái chậu của Đồng đây Nai. Đây là đá hết đấy anh nhá. Đá, không, không, không phải là xi măng đâu. Đâu đâu. Đá xanh đấy. Đá là đá Nhật chứ không phải đá đó mình đâu. Vâng, vâng. Không phải xi măng đâu. Đấy cái nét làm rất đẹp quý vị nhá. Đấy này vừa rồi cháu Ngọc có mới làm lại. Hết hoa. Đấy vừa rồi hết hoa thì quý vị chiêm ngưỡng này. Đây tác phẩm này của đồng chí Ba đây. Lại của đồng chí Ba. Đồng chí Ba ra đây. Đây là quá đi. Cái xi rất là nghệ thuật. Bé thôi nhưng mà đường nét nghệ thuật. À, con điền trước để cho toán đi. Mai chú Thủy. Mai đây. Vườn chú đa dạng quý vị ạ. Thế và bên phía trong là một những cây khế này. Khế thì đang rậm. Đây là khế gân quý vị nhỉ? À, chú nhỉ? Khế gân. Đang xanh tốt thế nhỉ? Tốt quá. Mấy nó được bấm nó hạn nón. Đây chú Huy à. Một cây tùng. Đây cây tùng. Cây tùng rất già quý vị nha.
cây có cái tàn bay. Đây thì cây phải gần tàn bay phải gần 2 mét ấy nhỉ. Cao thì tầm mét sấp xỉ mét. Đẹp quá. Này khoảng 1,5 m. Đúng rồi, rưỡi ạ. Hơn. Gần 2 mét. Anh gốc to. Quý vị nhìn cái thân nhá, gốc rất to và nhỏ dần theo ngọn này. Dàn răm gọng tí hết. Gọng cái tùng mà được cái này mà. Cái tùng như này thì quý vị nhận hiểu là giá trị nào. Cái tùng này phải mấy đời người mới có cái tùng này. Các cái đầu bóng bóng cắt vén hết rồi. Đúng rồi. Mà hay là phương thức dán là dán bay. Vâng. Dán bay thì mình thích hơn là mình không thích đất trực. Vâng. Tùng thì nhiều dán xanh thì khác là riêng tùng với dán bay nó dán bay với dán đỏ đấy. Cháu nhìn thấy cái cây xanh Nam Hiền của chú ở đây nghệ thuật quá này. Cái này. Chú ạ. Đây giới thiệu đôi khi tác phẩm này là mua của một anh là ở trưởng sinh vật cảnh của phường Thất Hùng này. Thế ạ. À? Anh sử dụng sau đó là chú thích đến thì anh lại nhượng lại cho chú chơi cái tác phẩm này. Vâng. Một tác phẩm rất đẹp. Cái này là vườn của chú Xuyên. Đây là chú Xuyên, đây là trưởng sinh vật cảnh của của phường. Nghệ thuật lắm quý vị ạ. Đây là cái xe Nam Điền nghệ thuật. Có mỗi bông này vừa rồi phải làm lại vì nó hư che. À anh thế à. Đây là để lấy mầm mình làm cái bông này. Vâng, vâng. Nhà nó hư che và cái phần thân này. Đúng rồi. Phía sau quý vị ơi, cái hoa giấy. Đây lại giới thiệu tiếp anh Dương Huy, đây là một tác phẩm hoa giấy nghệ thuật của em Ngọc đây. À em Ngọc làm cái này à? Vâng đây. Ờ cái lên đá em làm hợp với dáng cây. Cái cây này là em lên đá từ cái gốc không này. Rồi. Đấy cho anh ngồi lên đây. Thế à. Đẹp đấy, viên đá này đẹp lắm. Em em ủ dễ em thả nó xuống dễ xuống đây. Nghệ thuật. Một cái đường nét của cái tác phẩm hoa giấy được tạo tác theo cái dáng liễu rủ. Cây này là lấy cảm hứng từ cái cây giấy của thầy Dũng. À, anh Dũng Phúc à? Vâng, thì Dũng có đúng rồi. Cây gọi là cây trên đá đấy. Mưa rơi trên đỉnh núi đấy. Rồi. Đấy, bằng, đấy thì là từ lúc cái cảm hứng triển lãm điện tử thì em về em thấy một cái cây đấy thì em thấy một lấy một cái gốc giấy này thì em mới đưa lên. Đến giờ tầm 5 6 năm rồi. Thì bây giờ mới được thành tác phẩm này. Đấy, mình đón được những cái chú ơi chú Triều ạ. Dạ. Mình cứ đón được những cái cảm hứng của các em rồi các cháu. Thì các cháu nó có tay nghề, cháu còn trẻ, vâng. Tạo dựng được các tác phẩm đẹp và các cháu để nhầm cho mình chơi thì điều đó rất quý. Vâng. Rất quý. Mình chỉ muốn sở hữu tất cả các tác phẩm mà thành phẩm rồi. Vâng. Nó đẹp. Chứ còn làm mà phôi cho thì chú hầu chú không làm được. Vâng. Nếu mà có mua phôi lại nhờ lại anh em làm cho. Vâng ạ. Anh Huy à, đây giới thiệu tiếp anh một tác phẩm Nam Điền nữa. Cái này cũng đang là cây rất là triển vọng này. Đây. Đấy. Đây là hàng nghệ thuật cao rồi. Hàng nghệ thuật cao này. Giới thiệu anh cây này là cũng xuất phát từ em Ngọc đây. Ủa thế? Vâng, em Ngọc. Cây này nhiều cây quý của Ngọc thế nhỉ? Vâng. Đấy giới thiệu anh nhỉ. Đấy. Em với ông Triều là hợp nhau, rất là hợp, duyên với nhau. Đây này, từ ngày xưa là cái cây phôi em mua về này. À đây à, đây. Quá trình em cầm người giữ nguyên đấy. Đấy, cho anh xem. Đấy. À, ngày xưa đây. Đấy. Bao nhiêu năm rồi em? Bây giờ tầm 5 năm rồi. 5 năm rồi. 5 năm rồi. Đây tác phẩm đã to rất nhiều rồi. Bóng tàn mịn màng. Phôi. Từ một phôi. Cái cốt quý là già. Một quý rất già, chân vẹn rất là già. Đấy, cây này đang đợi một cái chậu như này. Đấy, cây này. À. Đấy, cốt quý rất là. Cây này cũng cảm hứng từ cái cây của anh Thành. Văn Toàn có một cây gọi là Thành Thùng Bắp Đá. Thế à? Đấy, giờ đặt tên anh chuyển tên khác không? Rồi. Thì là em về em thích rồi xong là lấy một cây vốt phôi để làm này. Cái này giờ đang đợi một cái chậu này. Đang đợi một cái chậu đẹp đấy. Chậu đẹp đấy đang thay à? Cái chậu này là cái chậu chậu này chậu gì nhỉ? Tàu hả chú? Tàu ấy. Vâng, chậu đẹp quá nhỉ. Men dạng. Vâng. Quá. Đây anh Đức Huy cho cái chậu này hợp không? Ừ, hợp em ạ. Cái đấy cho chậu này. Nhưng mà nó có một cái màu tối hơn một tí càng vâng. Đẹp hơn. Kiểu cách này. Màu nó đậm hơn một tí. Vâng, rồi nó có một cái màu sáng hơn nó còn là không màu như thế hoặc đậm hơn thì đẹp hơn. Đây này như màu tầm này đẹp này. Đấy.
lại giới thiệu tiếp tới quay thì lại giới thiệu tiếp với Như Huy. Đây cũng là một tác phẩm của Ngọc. Thế Ngọc nhiều đồ quý thế nhỉ? À đây có bắt tay tí. Nhà nhà tí. Chú Châu Đức Huy là tác phẩm này là chú mới sở hữu. Chắc được một tuần. Vâng. Tôi lấy của cháu Ngọc. Thế ạ. Đây là một tác phẩm bây giờ là cháu Ngọc là chinh phục tất cả các phẩm lớn hơn, to hơn. Vâng. Vì cái sân vườn Đức Huy biết là chú hầu như sở hữu những tác phẩm nó hơi nhỏ nhỏ. Vâng. Phù hợp cái sân khuôn viên nhà mình. Dạ vâng ạ. Rất yêu ái lại nhượng lại cho chú chơi một tác phẩm này. Đây một tác phẩm xây rất đẹp. Đây, tôi xem mà vâng. hàng nếu mà hàng đúng đời bây giờ hàng ba vai này. Vâng. Đây, cho vâng. Rất đẹp. Thưa quý vị là tác phẩm thì hai chú cháu chú Ngọc và chú Triều và em Ngọc bắt tay rồi. Nhưng bắt tay thì thầm lặng chưa ai biết thì hôm nay có mọi người đây để có Bonsai Đức Huy đây thì mọi người Bonsai Đức Huy chia sẻ để cho mọi người yêu cây được biết. Có rất nhiều những cái kỷ niệm của hai của chú cháu rồi các anh em ở đây. Em Ngọc thì cũng ra chia sẻ hả? Chia sẻ. À, anh hiểu. Em bán đi khắp nơi cả miền Nam, miền Bắc nhiều. Thưa quý vị là em Ngọc thì em Ngọc làm em chuyên bể cá coi hả? Đấy, thổ cá coi nhá. Đấy, em Ngọc có số điện thoại là 0968 084 388. Đây mọi người em yêu hồ cá coi thì có thể liên hệ với em Ngọc. Rồi mọi người thì có nhu cầu làm bể cá coi thì liên hệ với em Ngọc. Mọi người làm bể cá coi rất là tài ba. Ngoài ra thì em đam mê cái món bonsai này thì em cứ làm. Em yêu thích thì em lại nhượng lại. Ok em. À một cái si hả? Si đúng cái đường nét của cây cổ. Cái này chú đang làm một cái ngọn tiếp nữa hả? Đây nói được Huy là tác phẩm này là cũng mua lại của một anh em trong cái câu lạc bộ bonsai của phường. Vâng ạ. Đấy, trước kia là anh đã làm xong hết rồi. Dạ vâng. Bông mái tức là tác phẩm rất già. Dạ trước vâng. Là anh làm xong tức là thành một tổng luôn. Dạ. Thế vừa rồi là về cháu học thì cháu tức là lại muốn xé lại. Vâng. Để làm lại tất cả cái bông này để cho nó phù hợp với tác phẩm này, phù hợp vâng. Bây giờ. Vâng. Đây thì bây giờ hiện nay chú đang nuôi lại. Đấy. Cái lá đẹp nhỉ, cái dòng xi đẹp. Cây này ở thợ trước người ta làm là thành một mái này, tổng này. Đúng rồi. Nhưng mà về em lại em mình xé ra. Kính thưa quý vị, đây là cái dòng xi rất quý nhá, bởi vì nhìn đang nuôi này thôi nhưng mà khi mà cô thì lá nó bé xíu thôi. Lá nhé mà lập mật đẹp lắm. Đẹp. Đây là cái dòng xi quý. Lá tròn, lá phẳng. Rất đẹp. Và khi cô lá rất bé. Thì chú ơi, do thời lượng video thì hơi dài. Hôm nay thì đến thăm chú thì cùng những đúng lúc là mọi người đến tham quan vườn chú rất là đông. Thì cháu chia sẻ một video gửi tới quý vị, yêu cây cả nước được chiêm ngưỡng vườn chú. Thì đến đây cháu xin chào chú nhá. Và chào tất cả mọi người đang có mặt đây nhá. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy xin chào quý vị. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.